Theo Hiệp hội Quốc tế ngành công nghệ viễn thông không dây Mỹ, Trung Quốc hiện là quốc gia đứng số 1 về việc sẵn sàng khởi động công nghệ 5G hiện nay. Để thương mại hóa 5G một cách rộng rãi, cần hai điều kiện tiên quyết. Điều kiện cần là các nhà mạng viễn thông phải đầu tư một số tiền khủng cho nghiên cứu và phát triển, trong khi điều kiện đủ là chính phủ phải cung cấp hoặc bán đấu giá nhiều phổ tần vô tuyến bổ sung, bởi 5G đòi hỏi lượng băng thông cao hơn nhiều so với dịch vụ mạng khác. Theo các chuyên gia và chính những người trong cuộc phân tích, thì con số 24 tỷ đô la Mỹ đầu tư mà Bắc Kinh bỏ ra nhiều hơn Mỹ trong cuộc chạy đua 5G là không quá lớn. Song việc chậm trễ của chính phủ Mỹ trong việc cấp phép đấu giá phổ tần chính là một trong những nguyên nhân khiến cho các ông lớn viễn thông không thể thử nghiệm 5G ở quy mô lớn với tốc độ siêu nhanh. Chính phủ cũng cần cải cách chính sách về hạ tầng không dây. Mạng 5G dựa vào cục anten nhỏ có kích thước bằng hộp bánh pizza nhỏ để tiếp sóng. Chỉ mất ít hơn 1 giờ để lắp đặt một chiếc hộp như vậy trên đèn đường, nhưng thường phải mất tới 1 năm để hoàn thành thủ tục hành chính. Điều này cũng đang làm giảm sự cạnh tranh của việc các nhà mạng đưa dịch vụ 5G vào phục vụ người dân và chính phủ. Trong tuyên bố mới nhất, chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ đầu tư gói kinh phí phát triển 5G trị giá 441 tỷ đô la Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2030. Đây được coi là khoản đầu tư tốn kém nhất để xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông của nước này từ trước đến nay. Các chương trình nghiên cứu ứng dụng 5G được phát động rộng rãi. Ba nhà khai thác mạng viễn thông lớn của Trung Quốc là China Mobile, China Unicom và China Telecom cũng bắt tay nhau và phối hợp với các ông lớn công nghệ như ZTE, Huawei, Baidu, Alibaba và Tencent nhằm tung ra các phiên bản thương mại thử nghiệm của mạng 5G ngay trong năm nay và đầu năm sau.